Như vậy là ban tổ chức chúng tôi nhận được một niềm vui vô cùng là lớn lao, đó là bác Trọng Hội, chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh khu 17 Đông Thành, Thanh Ba sẽ có những bản nhạc tình ca hoa trăm pha để chúc mừng toàn thể hội nghị chúng ta. Trước khi mà bác Trọng Hội sẽ lên hát bài hoa trăm pha, mời toàn thể chúng ta cho một tràng pháo tay do dân và tôi để chúc mừng. Quan sát Việt Nam Samba Khi. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào, hôm nay dự lễ kỷ niệm của các đồng chí, chúng tôi cũng là người lính cựu chiến binh, thay mặt trong ban mặt trận khu 17 cũng nên có lời chúc mừng nhiệt liệt nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí là quân tình nguyện bên Lào thì chắc nhớ những cái bài kỷ niệm về những ngày lễ hội của Lào chính là bài hoa trăm pa. Hôm nay đến dự với các đồng chí, tôi sẽ hát một đoạn về tiếng Lào về hoa trăm pa, sau đó sẽ thể hiện bài kèn hoa trăm pa để các đồng chí thưởng thức. Xin cảm ơn. Lâu nay không hát mà không kèn lâu nên có khi nắm bắt thì các đồng chí phải thông cảm. Ô đoàn trăm ba về na xuống nồng nước bên phần sông.